Xin chào tất cả quý vị khán giả của Dấu Ấn Sân Cỏ. Chúng ta đang đến với những hình ảnh ở trên sân bóng Vì Nhân Arena thuộc quận 12. Và trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa các thủ Gia Khang FC và các thủ Trúc Mập FC. Đây là Trúc Mập. Pha mở cánh rất tốt của tiền vệ mà số 15. Đường chuyền của Tiến Dung rất trống trải. Dứt điểm rất nguy hiểm. Và dứt điểm đầu tiên của các thủ áo vàng. Đây là Nguyễn Bắc Sổ. Cú sút rất nguy hiểm. Quả đá phạt đầu tiên được dành cho các thủ áo vàng. Đường chuyền của Trúc Mập hơi sâu. Vẫn là các thủ Gia Khang. Nguyễn Bắc Sổ. Cú sút ngay. Quốc Bảo. Nguyễn Bắc Sổ. Mở biến khá thoáng. Tuyến Hải rất điểm thẳng. Một pha thử tài thủ ngoại thành Tín Lương của Tuấn Ronaldo trong những trận đấu bên phía các thủ áo trắng. Và đây là cơ hội dành cho các thủ Gia Khang. Tốc độ của tiền đạo mang số 9 vẫn là Trung Tín, rất khỏe, không có tình huống phạm lỗi. Trung Tín, tuyến hai, Nguyễn Bắc Sổ. Đường chuyền dứt điểm không vào. Vừa rồi chúng ta có thể thấy được Phục Seven. Anh đã xoay sở trong vòng vây của hai cầu thủ áo vàng và vẫn có một tình huống chuyền ra cột hai. Nhưng đáng tiếc là cú kết thúc của các thủ Gia Khang vẫn đang chưa có một độ chuẩn xác tối đa để có thể tạo thành bàn thắng. Không có lỗi. Tuyến Hải, Nguyễn Bắc Dầu. Được chuyền, dứt điểm không vào. Nguyễn Bắc Dầu đã dành tặng một món quà. Một món quà dành cho Trung Tín. Nhưng đáng tiếc là tình huống dứt điểm đã đi vào xa ngang. Cầu thủ bên phía sổ. Quốc Bảo. Nguyễn Bắc Dầu. Tỉa bóng rất tốt. Sút bồi. Nguyễn Bắc Dầu vẫn còn. Vào. Một pha tỉa má ngoài quá vừa vặn đến từ cầu thủ má số 10. Tony Phan đã đứng rất đúng vị trí để có thể đón được tình huống đỡ bước một chật nhịp của thủ thành bên phía Trúc Mập. Và 1-0 dành cho các thủ Gia Khang. Sau tình huống vừa rồi thì Tony Phan đã chạy ăn mừng rất xa. Chúng ta có thể thấy được niềm vui mừng của tiền đạo má số 10. Các thủ Gia Khang là đội bóng có được nhiều cơ hội hơn ở trong những phút vừa qua. Và những nỗ lực của họ đã được đền đáp. Rick đã bị cướp bóng. Lên bóng. Pha xử lý. Trọng tài đã cắt còi. Rất chính xác. Thủ thành của các thủ Gia Khang đã đoán được hướng bóng. Nhưng cú sút quá khó để có thể đẩy được quả bóng ra ngoài. 1-0 dành cho các thủ Trúc Mập. Một bàn thắng đến rất đúng thời điểm để giúp cho tinh thần bên phía các thủ áo vàng sẽ đi lên ở trong những phút tiếp theo. Cán tỉ, các thủ Gia Khang cướp bóng rất nhanh. Nguyễn Bắc Dầu, Nguyễn Bắc Dầu! Quá tuyệt vời! Một pha sút về góc xa của khung thành và đánh bại hoàn toàn thủ thành Tín Lương. Ngay lập tức là câu trả lời đến từ các thủ Gia Khang. Kante đã để mất bóng ở một vị trí quá nguy hiểm. Và Nguyễn Bắc Dồ đã có mặt rất đúng lúc để nhận được đường chuyền của đồng đội của mình. Vẫn là đội trưởng của các thủ áo vàng, Thúc Vịnh. Quyết định dứt điểm thẳng. Rất nguy hiểm, Di Phương. Nhân Marcelo đã có mặt rất kịp thời. Pha xử lý rất nguy hiểm.
được chuyển. Tốc độ của Nguyễn Bắc Dầu, Nguyễn Bắc Dầu pha xử lý. Tuấn Dương lên đầu, lấy đà rất kỹ rồi, nán chỉnh rất kỹ rồi, nhưng cú sút đi ra má ngoài quá nhiều. Thúc Vịnh cực kỳ tập trung, trúng bập không vào, bóng đi rất cuộn, nhưng sẽ cần phải thấp hơn một chút thì sẽ có bàn thắng. Vi phạm ở bàn đầu tiên và Nguyễn Bắc Dầu. Bên phía cầu thủ Trúc Mập thì người lập công là cầu thủ mà số 13 Duy Phương ở trên chấm phạt đền, và đây là cơ hội dành cho cầu thủ Trúc Mập. Cú sút ngay không vào. Tiến Dũng vẫn còn cơ hội dứt điểm không vào. Sổ được chuyển của Nguyễn Bắc Sổ vẫn còn, pha xử lý không thành công của hậu vệ bên phía Trung Bập để Tony Phan. Nguyễn Bắc Sổ cú sút lực đi rất mạnh nhưng đáng tiếc đã không thể vượt qua được các thủ áo vàng. Vẫn còn, dứt điểm không vào. Nguyễn Bắc Dầu được chuyển dài của Nguyễn Bắc Dầu. Đây là tốc độ của Tony Phan, thoát đi Tony Phan không vào, vẫn có bàn thắng dành cho cầu thủ Gia Phương. Quá tốt, không thể nói một điều gì hơn với tốc độ của Tony Phan ở trong tình huống vừa rồi. Tưởng chừng như cầu thủ má số 10 đã bị đuối đả nhưng anh vẫn kịp thời đưa cái chân của mình ra để mà có một cú sút về phía góc hẹp, về phía khung thành của cầu thủ Trung Bập. Bây giờ thì tỷ số là 3-1 dành cho cầu thủ Gia Khang. Quá tốt, thật sự là không biết nói gì hơn ở trong tình huống vừa rồi. Có thể gọi anh là Harry Kane hay là Son Heung-min. Cú sút vừa rồi thì Nguyễn Bắc Dầu đã chạy chỗ. Nguyễn Bắc Dầu, Nguyễn Bắc Dầu, Nguyễn Bắc Dầu đã nhìn thấy cầu thủ má số 24 di chuyển và đây là cơ hội rất tốt. Cú dứt điểm, là một trận đấu đua thể lực giữa cả hai đội. Ở bên Trúc Mập và cả Gia Khang đều có những cầu thủ mà đến phút thứ 65 của trận đấu vẫn chạy nhân Barcelo. Phục Seven, Phục Seven chính xác, quá chính xác ở trong tình huống dứt điểm của mình. Ở một khe rất hẹp nhưng mà Phục Seven vẫn nhìn thấy để có thể có được bàn thắng dành cho mình. Và như vậy là Phục Seven chính thức điền tên mình ở trên bảng tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Bên phía cầu thủ Gia Khang thì cường cùn mở biên rất thoáng dành cho Trúc Bập. Được chuyển, có vẻ như cầu thủ má số 15 đã quyết định dứt điểm ở trong tình huống vừa rồi. Phục xe vận, Phục xe vận rất tốt, dứt điểm không vào.
vẫn chưa hiểu nổi là ngày hôm nay cao thủ bên phía Gia Khang họ uống gì. Nhưng mà đến phút thứ 70 của trận đấu vẫn chạy như một cái máy. Nguyễn Bát Sô, Quốc Bảo, và chuyền bóng không thành công của Thúc Bình. Bóng thuộc về các thủ áo trắng. Đây là Quốc Bảo. Quốc Bảo dứt điểm vào. Quốc Bảo sau tình huống vừa rồi có vẻ như hơi đuối, nhưng đó là thành quả của sự bứt lên đến từ tiền vệ mã số 16. Quá hay. Và ngay sau tình huống vừa rồi thì Quốc Bảo có vẻ như đã bị chuột rút, nhưng không sao, thật sự là quá tốt. Người đứng trước bóng là Nghiệp Lê, rất nguy hiểm. Phải ra chân rất nhanh vừa rồi là của Hoàng Thắng. Hoàng Thắng cũng đang rất muốn có cho mình một bàn thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Không. Anh Phương. Bóng đi hơi cao so với khung thành. Đây là Bé Huỳnh. Mở biên cho Nghiệp Lệ. Nghiệp Lệ được chuyển Duy Phương. Trọng tài xác định đã có lỗi việt vị. Cầu thủ mã số 13 đã di chuyển nhanh hơn so với hàng phòng ngự bên phía anh Khang. Đó là lý do để trọng tài giăng cờ.